Cho nên là cắm implant là không vấn đề gì, rất nhẹ nhàng. Đội ngũ y bác sĩ là nhiệt tình, tỉ mỉ và sát trùng tốt, đảm bảo vô trùng trước khi làm và sau khi làm. Về trước khi cắm implant thì người ta cũng có gây tê, và sau khi về thì mua một tí thuốc thôi, nhưng mà đau thì nó cũng không đau lắm. Nếu mà ai sức khỏe tốt ấy, thì chỉ chắc là 1-2 hôm thì cũng thể bỏ thuốc được. Tôi thì mất đúng một hôm. Tôi tên là Chu Bảo Quân, sống ở 553 Thiên Đức, Vạn An, Bắc Ninh. Tôi đến nha khoa Hằng Dung để sửa chữa mỹ răng và cắm implant. Tình trạng của răng của tôi trước khi làm là nó bị sọc sạch và coi như là phải cắt cả, bỏ những cái cầu sắt. Bây giờ tôi làm răng sứ hoàn toàn. Nhìn chung sau khi lắp 1-2 cái răng lẻ và là mới lắp một bên cầu thôi, nhưng mà tôi cảm thấy là ăn nhai nó bình thường và có chất lượng khả năng tốt. Thì đến tới đây thì tôi lại làm tiếp một bên nữa. Với đội ngũ y bác sĩ và những người phục vụ thì thoải mái, niềm nở và rất nhiệt tình. Còn môi trường phòng khám thì nói chung là cũng đảm bảo sạch sẽ và sát khuẩn tốt. Sau khi cắm implant xong đến hôm nay là tôi đã làm cái cầu implant thứ hai. Và cái cầu 1 thì trước mắt là tôi xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của nha khoa Hằng Dung. Và xin chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người.